Lêu lêu đói không? Anh ơi, ra quán nướng xem bóng đá với em đây. Thôi, anh đang chạy deadline, mấy anh em cứ xem đi nhá. Em bao. Gửi địa chỉ cho anh nhá. Tôi thề là trên cái cuộc đời này, cái từ bao đó là cái từ mãnh lực nhất rồi. Các ông nghĩ là tôi sẽ quan tâm đến 22 con người tranh giành nhau một quả bóng như thế nào á? Không, tôi quan tâm đến nướng và bao, thế thôi. Phóng ngay ra số 66 giảng võ quán 6 anh em trong vòng khoảng chừng là 6 phút 30 giây, không nói nhiều luôn. Quán thì nhìn rất là rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát. Màn hình chiếu và chỗ để xe rộng, nhìn phát là biết dành cho các tín đồ đam mê quần đùi áo số rồi. Gọi ngay một set nướng bò nầm sốt me 350 cành khá là đầy đĩa. Ơ kìa, gắp thịt lên thôi, thả phô mai tới sốt me lên nào. Phải làm ngay miếng thịt chấm với sốt phô mai trứng muối để chuẩn bị tinh thần trước khi trọng tài check va rồi chỉ tay vào chấm phạt đền. Ui, cảm giác giống như miếng kim chi này vậy, vừa chua vừa cay. Thôi thì gạt qua cái sổ đỏ để rồi lại chấm thịt với quả trứng lòng đào này. Ui giời, đam mê đấy. Trong cái set này thì còn có cả bánh mì và phở nữa, cuốn phở với chấm bánh mì và sốt me ăn khá là được của nó đấy nhá. Bốn đứa bọn tôi ăn hết cái set này thì có vẻ là ngang ngang bụng rồi, cơ mà trận bóng thì vẫn còn nên là anh em tôi gọi thêm luôn một set lẩu thái 300 cành. Nhìn cái đĩa đồ nhúng cũng nhiều và đa dạng, cả ba chỉ sơn sụn với hải sản. Vị lẩu thái chua cay thì luôn luôn là chân ái rồi, làm miếng thịt chuẩn bị tinh thần cho cú phạt đền thứ hai thôi. Tóm lại là với cái mô hình lẩu nướng vừa ăn vừa xem bóng đá như thế này thì đồ ăn đối với tôi là ok. Bị một cái là ở đây thái miếng thịt hơi nhỏ và vụn, cơ mà chắc là để cho anh em xem bóng đá ăn live rai ngồi xem mình sẽ được lâu hơn. Các set lẩu nướng giá đỗ khá là hợp lý, bọn tôi đi 4 người ăn hết một set là đã thấy no no rồi. Nổi bật nhất thì vẫn là không gian quán rất là phù hợp để cho anh em vừa ăn vừa xem bóng đá nhá. Chỗ ngồi và chỗ để xe rất là rộng rãi, ô tô đi vào thoải mái luôn. Hoặc là anh em nào vừa đi đá bóng về tạt qua là một cú lẩu nướng ăn mừng chiến thắng thì quá là ok. Thế nhá, thân ái và chào quyết thắng.